Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức chào buổi sáng của hệ thống truyền hình Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ Hai, ngày 20 Tây tháng 2 năm 2023. Trong chương trình tin tức hôm nay, Việt Linh có hai bài bình luận xin gửi đến quý vị thính giả. Bài bình luận đầu tiên với nhan đề Đảng Cộng Hòa sẽ buông tay Donald Trump để tồn tại. Kính thưa quý vị, giới tinh hoa của Đảng Cộng Hòa, họ đang chuẩn bị cố gắng để ngăn chặn Donald Trump có thể giành được đề cử tổng thống của Đảng Cộng Hòa một lần nữa. Cả nhóm câu lạc bộ vì sự phát triển và mạng lưới tài trợ của anh em nhà tỷ phú Sarkozy đều có kế hoạch can thiệp vào các cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Và cả hai nhóm nhà tài trợ này đều hy vọng sẽ có thể lật tẩy tình thế đối với Donald Trump. Nhưng mà không rõ liệu họ sẽ tán thành một giải pháp thay thế cụ thể nào thế vào chỗ của Donald Trump hay không. Và nếu có thì đó là ai? Và theo tình hình hiện nay cho thấy, các ứng viên tiềm năng dự kiến sẽ tham gia cuộc đua. Có thể một kịch bản quen thuộc, xấu xí, tệ hại, có thể sẽ xảy ra. Khi mà một nhóm người đông đảo, những người thách thức, có thể dễ dàng chia rẽ cử tri chống Trump. Như đã từng xảy ra vào năm 2016, khi mà Donald Trump có được sự ủng hộ lớn đến 44,9%. Nhưng mà trong năm 2024, thì điều đó nó không còn cần thiết. Càng đông ứng cử viên tham gia cuộc đua, thì Donald Trump lại càng thích. Bởi vì điều đó sẽ đem lại lợi thế cho Donald Trump. Các ứng viên sẽ chia nhau những lá phiếu của những người ủng hộ. Và điều đó sẽ cho phép Donald Trump dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ. Với con số phần trăm khả dĩ có thể giành được chiến thắng, nó dao động từ khoảng 30 đến 35% là quá đủ. Những lo lắng của một nhà tài trợ giấu tên của Đảng Cộng Hòa. Họ nghĩ rằng một lần nữa Donald Trump sẽ chiếm ưu thế trước một Đảng Cộng Hòa đang bị chia rẽ. Một sự rạn nứt có thể dọn đường để Donald Trump giành được chiến thắng chỉ với một phần nhỏ cơ sở đảng. Và điều này nó phù hợp với một nhận thức thông thường phổ biến trong một số giới chính trị rằng việc Donald Trump được đề cử năm 2016 phần nào là do may mắn. Tham vọng thì ai chẳng có thưa quý vị. Nhưng mà nếu chỉ có hai hay ba gương mặt nổi trội khác tham gia cuộc đua, thì các ứng cử viên đó sẽ không có quá nhiều thời gian để công kích lẫn nhau. Hoặc là giới tinh hoa chính trị có thể phối hợp với một hay là nhiều hệ thống truyền thông cánh hữu để chống lưng cho một đối thủ duy nhất. Thì Donald Trump chắc chắn sẽ bị chặn đứng. Nhưng mà điều đó trông ra nó có vẻ khó thực hiện. Bởi vì Đảng Cộng Hòa đã từng đánh giá thấp sức mạnh của Trump và đánh giá thấp điểm yếu của các đối thủ của Trump trong năm 2016. Thất bại trong việc ngăn chặn Donald Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2016, nó không phải là vấn đề giới tinh hoa họ chơi sai quân bài của họ hoặc là các chiến dịch phản đối đưa ra những lựa chọn chiến lược kém. Không phải như vậy. Mà giới tinh hoa của Đảng Cộng Hòa không phải là những bậc thầy tiên tri và quyền lực để có thể sắp xếp kết quả. Họ cũng không hoàn toàn bất lực. Nhưng mà họ bị hạn chế trong các lựa chọn của mình và cố gắng tác động đến một động lực có thể được một quyết định ở một mức độ lớn hơn bởi các thế lực mạnh hơn nữa nằm ngoài tầm tay của họ. Vào năm 2016, thì vấn đề của giới tinh hoa Đảng Cộng Hòa là không có ứng cử viên thay thế Trump trong cuộc đua. Người có uy tín với cả giới tinh hoa và cử tri của đảng. Tuy nhiên đã có những dấu hiệu cho thấy năm 2024 có thể khác. Trong suốt nửa cuối năm 2014 và nửa đầu năm 2015, trước khi mà Donald Trump tham gia cuộc đua,
đã cho thấy rằng một nhóm luân phiên gồm một số ứng cử viên nhận được sự ủng hộ gần như đồng đều nhau. Và không có ai có được một tỷ lệ lớn nào cách biệt. Các ứng cử viên có trên 10% tại giai đoạn này là Jeb Bush, Scott Walker, Marco Rubio, Chris Christie, Rand Paul, Mike Huckabee, Ted Cruz và Ben Carson. Nhưng mà không ai trong số họ đứng đầu với trên 15%. Đúng ra điều này đã có thể được giải quyết bằng sự phối hợp sớm hơn của giới tinh hoa trong đảng Cộng Hòa xung quanh một ứng cử viên. Nhưng mà vấn đề là đảng Cộng Hòa đã không phối hợp được, hay đơn giản là không có ứng cử viên nào đủ tầm vóc để giành được sự ủng hộ rộng rãi của đa số đảng viên Cộng Hòa. Các giới tinh hoa chính trị của đảng Cộng Hòa khi đó đơn giản là họ không thể nào tìm ra được một khuôn mặt nào có khả năng chiến thắng cao hơn những người khác. Và chúng ta có thể thấy trước rằng cuộc đua năm 2024 nó rất khác biệt, rất khác nhiều so với năm 2016. Nếu mà có bất cứ điều gì mà các học giả chính trị nổi tiếng muốn nói ra từ bây giờ, thì những người họ đang cho rằng năm 2024 chắc chắn sẽ diễn ra giống như năm 2016. Với việc Donald Trump sẽ dễ dàng chiến thắng trên một lĩnh vực bị chia rẽ. Nhưng mà có ngoại trừ một điểm khác biệt, thưa quý vị, đó là cuộc đua của đảng Cộng Hòa trong năm 2024 có một ứng viên có thể nắm chắc trên 30%, vượt xa mọi ứng viên tiềm năng khác. Đó chính là tài thống đốc cực đoan phát xít của Florida, Ron DeSantis. Xin quý vị đừng quên rằng vào đầu năm 2016, không có ứng viên nào đạt được hơn 15%. Còn hiện tại, chúng ta còn gần 2 năm nữa cuộc bầu cử mới bắt đầu, mà chúng ta đã thấy có hai nhân vật đã nắm trong tay hơn 65% sự ủng hộ. 35% sự ủng hộ còn lại chia đều ra cho những ứng viên khác của đảng Cộng Hòa, khiến số phận của họ giờ đây đã được thấy trước. Nhưng mà nói một cách khác là năm 2024, đảng Cộng Hòa sẽ dễ quyết định hơn khi mà họ nhìn thấy một nhân vật khả dĩ ngang sức với Trump, là điều mà năm 2016 đảng Cộng Hòa tìm không thấy. Cho nên lần này, họ chỉ cần hợp sức với một hệ thống truyền thông cánh hữu thực sự đủ mạnh để đánh bóng tên tuổi của Ron DeSantis và truy cùng diệt tận Donald Trump, để hạ thấp ảnh hưởng và lấy đi số phần trăm mà Donald Trump đang có, thì chắc chắn họ sẽ có thể hạ gục được Donald Trump không khó lắm. Vậy thì ai chịu trách nhiệm cho sự ủng hộ dành cho Ron DeSantis? Thưa quý vị, Fox News, họ đã quảng cáo rầm rộ cho Ron DeSantis cho khán giả toàn quốc bắt đầu từ đầu năm 2021. Và các nhà bình luận cũng như các nhà hoạt động bảo thủ đã có một nỗ lực lâu dài và có chủ ý để thổi phồng Ron DeSantis. Đó có thể được coi là một nỗ lực lâu dài của giới tinh hoa đảng Cộng Hòa nhằm thúc đẩy một người thay thế Trump, người có thể đáng tin cậy đối với cả các nhà lãnh đạo và cơ sở của đảng. Đây là điều mà họ đã không có được vào năm 2016. Nhưng đó không hẳn là công sức của giới tinh hoa chính trị đảng Cộng Hòa, mà đó có thể là một mục đích được tính toán cẩn thận, chu đáo của Ron DeSantis, khi mà ông ta đã cố gắng xây dựng một hồ sơ chính trị gây được tiếng vang trong giới bảo thủ quốc gia, nuôi dưỡng Fox News và các hãng truyền thông cánh hữu bằng một cuộc chiến tranh văn hóa, tai tiếng và nhận nhiều chỉ trích từ những người cánh tả và giới truyền thông dòng chính. Nhưng đó lại chính là chiến lược của Ron DeSantis. Càng bị chỉ trích thì càng được nổi tiếng và được giới tinh hoa để ý đến nhiều hơn kẻ thay thế này. Và lời kết cho bài bình luận hôm nay, kính thưa quý vị, quá đơn giản để nói rằng giới tinh hoa của đảng Cộng Hòa có thể đưa Ron DeSantis
trở thành ứng cử viên nếu họ muốn. Họ có một số ảnh hưởng hạn chế trong một quy trình lớn hơn. Và quy trình này nó cũng phụ thuộc vào lựa chọn của từng ứng cử viên, ảnh hưởng với cơ quan truyền thông và phản hồi tích cực từ cử tri sẽ là những đáp số cho những quyết định quan trọng nhất của Đảng Cộng Hòa trong năm 2024. Đó là triệt con đường sống còn của Donald Trump, một kẻ hết thời và không thức thời. Và chúng ta bước qua bài bình luận thứ hai trong chương trình hôm nay, kính thưa quý vị, với nhan đề Donald Trump và Tucker Carlson, hai kẻ rao bán những lời nói dối. Kính thưa quý vị, người dẫn chương trình của Fox News, Tucker Carlson, đã từng gọi tổng thống lúc bấy giờ là Donald Trump là thế lực ma quỷ và là kẻ hủy diệt trong một tin nhắn gửi cho nhà sản xuất của ông sau khi hàng ngàn người ủng hộ Trump xông vào điện Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6 tây tháng 1 năm 2021. Tucker Carlson cũng bày tỏ sự lo ngại rằng Donald Trump có thể dễ dàng tiêu diệt chúng ta nếu chúng ta chơi sai nước cờ. Sau khi Fox News xướng tên ông Joe Biden là người chiến thắng ở tiểu bang Arizona trong cuộc bỏ phiếu năm 2020. Từ vụ này mà Donald Trump đã nổi cơn điên lên và lên tiếng kêu gọi người ủng hộ ông ta rời bỏ Fox News để chạy qua Newsmax. Và cũng từ vụ này mà Fox News đã nhìn ra cách làm việc mới của họ, đã học được một bài học, đó là cần phải uyển chuyển chạy theo thời thế, không thể làm theo tính cách căn bản của truyền thông và đạo đức hành nghề, đó là luôn đưa tin bằng sự thật được. Những người cuồng Trump không muốn nghe sự thật trái chiều với những gì mà Trump phun ra. Có một chi tiết trong tin nhắn của Tucker Carlson với đồng nghiệp được tiết lộ trong hồ sơ tòa án hôm thứ Năm, trình bày cách mà Fox News cố ý lan truyền những lời nói dối bầu cử, thì ông Tucker Carlson hiểu rõ vấn đề. Đó là những lời nói dối trơ trẽn. Nhưng mà nếu Fox News thuận lòng đi theo và ủng hộ Trump, thì con đường lợi nhuận của họ sẽ phát triển dồi dào. Và nhất là Trump sẽ không tìm cách tiêu diệt Fox News. Kính thưa quý vị, hồ sơ dài 192 trang liên quan đến vụ kiện phỉ báng trị giá 1,6 tỷ Mỹ Kim đang diễn ra chống lại Fox News của hệ thống bỏ phiếu Dominion đã tiết lộ các tin nhắn riêng tư giữa một số máy chủ mạng và nhân viên, cũng như giữa ông trùm truyền thông Fox News là Rupert Murdoch và các giám đốc, cũng như những người dẫn chương trình nổi tiếng như là Tucker Carlson, Sean Hannity, Laura Ingraham. Dominion cáo buộc rằng Fox News đã đưa ra những kẻ nịnh hót Trump lên sóng online, bao gồm luật sư riêng của Trump là Rudy Giuliani và luật sư trong ban tranh cử Sidney Powell. Mặc dù những người này họ biết rằng những luật sư đang đưa ra những âm mưu vô căn cứ, bao gồm cả tuyên bố rằng cổ máy của Dominion đã thay đổi phiếu bầu trong cuộc bầu cử năm 2020. Nhưng mà điều đáng thú vị là trong các bằng chứng bằng tin nhắn, văn bản, thì có một đoạn tin của Tucker Carlson nói trong một tin nhắn gửi cho người dẫn chương trình Laura Ingraham vào tháng 11 năm 2020 về bà luật sư Sidney Powell, và nói rằng bà ta thật là kẻ điên rồ, bà ta đang nói dối một cách tệ hại. Mặc dù các cấp trên của Fox News rõ ràng họ biết Trump đã thua phiếu bầu một cách công bằng, nhưng mà điều đó không ngăn được hệ thống truyền thông này ủng hộ những người như là Sidney Powell và Rudy Giuliani, những người tiếp tục truyền bá âm mưu gian lận bầu cử mà không có bằng chứng. Các văn bản mới được tòa án công bố chỉ là một ví dụ khác về cách mà Tucker Carlson đi theo sự dẫn dắt của Donald Trump, ngay cả khi ông Carlson cũng không đồng ý với Donald Trump về hầu hết mọi vấn đề. Nhưng mà Trump đã luôn đưa ra lời đe dọa ngầm về tương lai của Fox News sẽ bị ảnh hưởng
nếu đi ngược lại những mong muốn của những người ủng hộ ông ta. Thưa quý vị, chúng ta còn nhớ, khi mà đại dịch coronavirus bắt đầu lây lan vào đầu tháng 3 năm 2020, thì Tucker Carlson đã lái xe đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Trump và lên tiếng cảnh báo ông ấy là nên coi trọng coronavirus vì nó thực sự nguy hiểm. Nhưng mà chỉ một tháng sau đó thôi, khi mà Donald Trump tiếp tục phớt lờ mức độ nghiêm trọng của COVID-19, thì bản thân Tucker Carlson rõ ràng đã xoay chiều theo ý của Donald Trump và ông ta ngừng coi coronavirus là một mối đe dọa. Mà thay vào đó, ông ta lặp lại các thuyết âm mưu của Trump đã chia sẻ nhằm giảm thiểu nguy cơ của đại dịch, ngay cả khi hàng chục ngàn người Mỹ đang chết. Vậy tôi nói tên Tucker Carlson này là kẻ đồng lõa với tên đao phủ Donald Trump, là kẻ đã lấy đi hàng trăm ngàn mạng sống quý giá của những người Mỹ cả tin vì nghe lời những kẻ dối trá này. Con ngoa hay không quý vị? Không chút nào. Tôi nghĩ còn chưa xứng đáng với chúng. Những kẻ lừa đảo xấu xa. Những người này họ chích vaccine trước ai hết, nhưng mà miệng thì chống vaccine, chống đeo khẩu trang, chống việc giãn cách xã hội. Chỉ vài tuần sau khi Tucker Carlson gọi Trump là thế lực ma quỷ, thì ông ta đã bắt đầu những chương trình nhai đi nhai lại những thuyết âm mưu từ tên bán gối dạo Mike Lindell về gian lận bầu cử. Và lời kết cho bài bình luận hôm nay, kính thưa quý vị, đúng là ma quỷ gặp nhau. Chúng thao túng ngành truyền thông và khiến cho truyền thông dòng chính cũng phải chịu mang tiếng, khiến cho người dân Mỹ chẳng biết tin vào ai, thật giả lẫn lộn. Và hậu quả là có hàng trăm ngàn người đã chết một cách oan uổng. Hàng trăm ngàn gia đình người Mỹ đủ mọi thành phần, sắc tộc và có cả người Mỹ gốc Việt phải chịu đổ vỡ, xa cách, từ bỏ nhau. Chỉ vì những người u mê sùng bái, ủng hộ Donald Trump một cách bất chấp lý lẽ và sự thật. Giờ đây sự thật đang được đưa ra ánh sáng là một chuyện. Nhưng mà những người cuồng Trump có chịu bước ra khỏi vùng tối tăm ma quỷ hay không, nó lại là một chuyện khác. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả và xin kính chúc tất cả quý vị một ngày vui vẻ, bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.